Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá chiều ngày hôm nay, 31 tháng 10. Trong bản tin này, mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Trước ngày đấu Việt Nam, nhà báo Thái Lan chỉ trích thậm tệ trò cưng của huấn luyện viên Akira Nishino. Chót nổ tung trời trước giải, huấn luyện viên U19 nữ Thái Lan thất vọng khi đội nhà bị loại khỏi vòng chung kết U19 nữ châu Á. Huấn luyện viên Akira người Nhật Bản tự tin vào bán kết cùng U19 nữ Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe thông tin chi tiết. Supertai Zaidi là cầu thủ trẻ triển vọng của bóng đá Thái Lan, song những gì mà anh thể hiện đều mang tới sự thất vọng. Huấn luyện viên trưởng Akira Nishino của tuyển Thái Lan tiếp tục điền tên Supertai vào bản danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho hai lượt trận vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11. Trong số các tiền đạo của ông Nishino thì cơ hội trụ lại của Supertai là mờ mịt hơn cả. Hai bàn trên 28 lần ra sân tại Thái League 2019 là thống kê không thể chấp nhận được với một tuyển thủ quốc gia như Supertai. Ở Buriram, anh được huấn luyện viên Bandovic tin tưởng nhất cho vị trí đá cắm. Khi lên đội tuyển quốc gia và U23, Supertai cũng thường xuyên chiếm được lòng tin của các huấn luyện viên Milovan Dragovac cho Asian Cup 2019, Alexander Gama vòng loại U23 châu Á 2020 hay ông Sirisak ở Kings Cup 2019. Nhưng dù được tin tưởng và trao cơ hội thường xuyên ở các cấp độ đội tuyển cũng như câu lạc bộ thì Supertai vẫn gây thất vọng. Tiền đạo sinh năm 1998 vẫn chưa thể có bàn thắng ra mắt tân huấn luyện viên Nishino sau 3 trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2022. Chiến lược gia người Nhật dường như đã hết kiên nhẫn với tài năng trẻ của Buriram. Anh mất tích trong 20 phút vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Việt Nam hồi tháng 9. Không thể hiện được gì nhiều dù chơi 85 phút trước Indonesia. Trận gần nhất khi voi chiến tiếp UAE hôm 15 tháng 10, Supertai bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị. Supertai dần trở thành gánh nặng của tuyển Thái Lan trên hàng công. Từ một cầu thủ trẻ trung, khéo léo, sở hữu thể hình ấn tượng và được kỳ vọng sẽ thay thế huyền thoại Tirasin Dangda, chân sút 21 tuổi, đang có dấu hiệu sa sút đến khó tin. Ở cấp độ câu lạc bộ, tiền đạo 21 tuổi cũng dần đánh mất vai trò. Trận cuối cùng của mùa giải, Buriram United đánh mất chức vô địch trong một ngày mà Supertai di chuyển vật vờ, lạc lõng giữa các đồng đội. Trong khi Supertai sa sút, những người đồng đội của anh ở Buriram như Subhachok và Suphanat đã dần khẳng định được tầm ảnh hưởng ở đội tuyển quốc gia. Mùa 2019, Subhachok ghi 9 bàn, Suphanat ghi 8 bàn, con số ấn tượng gấp 4 lần so với Supertai. Phong độ của Supertai không chỉ khiến cho người hâm mộ lo lắng mà còn gây nên cơn đau đầu cho truyền thông xứ sở chùa vàng. Nếu không có gì thay đổi, anh sẽ là trung phong chủ lực của lứa U23 Thái Lan tham dự SEA Games 2019 và tranh suất đi Olympic Tokyo thông qua vòng chung kết U23 châu Á trên sân nhà vào năm sau. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nếu bạn nói là do môi trường ở Buriram thì cũng không hẳn là đúng, bởi nếu không phù hợp chiến thuật thì Supertai đã không được trao cơ hội nhiều đến thế trong suốt hai mùa giải vừa qua. Ông Nishino đã đem bộ khung của Buriram lên đội tuyển quốc gia nên lối chơi không có nhiều thay đổi. Về lý thuyết thì Supertai sẽ không gặp nhiều khó khăn. Nhà báo Tirapura, chủ biên của tờ Fox Sports Asia phiên bản tiếng Thái đã chỉ trích Supertai. Ông nói tiếp, sự thật là phong độ của Supertai gần đây không tốt. Tôi nghĩ cầu thủ trẻ nào trên thế giới đều phải trải qua một giai đoạn như thế này. Supertai có thể hình, chơi bóng bổng rất tốt nhưng lại chạy chậm. Có lẽ vì thế mà cậu ấy dễ bị bắt bài. Càng bị bắt bài nhưng cậu ấy lại càng đánh mất sự tự tin. Nhà báo người Thái chỉ trích phong độ tệ hại của Supertai. Những ngày tháng khó khăn có lẽ đang chờ đợi Supertai ở phía trước. Nếu tiếp tục được tin tưởng, anh sẽ có cơ hội trở lại Mỹ Đình trong trận quyết đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 19 tháng 11 tới đây. Lần gần nhất gặp một đại diện Việt Nam tại đây, những gì mà Supertai đã làm được chỉ là một tấm thẻ đỏ và không bàn thắng như quý vị và các bạn đã biết ở trận đấu then chốt tại vòng loại vòng chung kết U23 châu Á 2020 vào tháng 3 vừa qua. Nói về các chân sút của U22 voi chiến thì mới đây, huấn luyện viên Guruwut Srimaka, người từng dẫn dắt Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch bóng đá nam tại SEA Games 29, cho rằng chân sút U22 của Thái Lan giỏi hơn U22 Việt Nam. Vị huấn luyện viên này cũng còn ngạo mạn dự đoán rằng tại SEA Games 30, U22 Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam và nhất bảng B, và bán kết gặp đội nhì bảng A không quá mạnh,
Thái Lan sẽ vào chung kết để thực hiện việc bảo vệ ngôi vô địch lần thứ tư liên tiếp. Ông Gurawut Srimaka chỉ ra các chân sút U22 Thái Lan giỏi hơn Việt Nam và các đối thủ khác khi họ đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia như Ekanit, người ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận thắng của Thái Lan trước UAE, hay Supachok đang là tay săn bàn chủ lực của tuyển Thái Lan hiện nay và câu lạc bộ Buriram. Ông Gurawut nhận định đội xếp thứ hai sau Thái Lan ở bảng B vào bán kết sẽ chính là Việt Nam và nhiều khả năng trận chung kết sẽ là trận tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan. Báo chí Thái Lan đã mượn lời ông Gurawut tâng bốc đội nhà và dìm các đối thủ khác trong đó có Việt Nam, nhưng lại quên rằng tại vòng loại U23 châu Á trên sân Mỹ Đình vừa qua thì đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo đã từng hạ U22 Thái Lan đến 4 bàn không gỡ. Nếu ông Gurawut tự hào với những chân sút của mình thì ông Park cũng có những Quang Hải, Tiến Linh, Triệu Việt Hưng hay Hà Đức Chinh cũng không hề kém cạnh. Cứ để cho Thái Lan sướng với tư tưởng là đương kim vô địch của SEA Games, nhưng hãy nhớ rằng Việt Nam lần này đến SEA Games với một tâm thế khác. Và tất cả hãy cùng chờ xem quả bóng SEA Games 30 lăn và các đội chứng minh khả năng thực sự của mình tại Philippines kể từ ngày 25 tháng 11 tới đây. Chót nổ tung trời trước giải, huấn luyện viên U19 nữ Thái Lan thất vọng khi đội nhà bị loại khỏi vòng chung kết U19 nữ châu Á. Ngay sau khi trải qua trận thua 1-3 trước U19 nữ Úc, huấn luyện viên Arun của U19 nữ Thái Lan đã không thể giấu được nỗi thất vọng của mình. Chúng tôi rất thất vọng với kết quả này. Dẫu vậy, chúng tôi cũng muốn khen ngợi đối thủ Úc. Các cô gái đó là một đối thủ chất lượng. Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên Arun của U19 nữ Thái Lan cho rằng cả đội đã cố gắng trong suốt 90 phút. Ngay từ khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ nữ của Voi Chiến đã kiểm soát trận đấu và chú trọng vào tấn công. Sau khi bị dẫn trước 2 bàn, lối chơi này càng được đẩy nhanh. Kết quả cuối cùng là không thay đổi. Trong hiệp 2, chúng tôi cố gắng đẩy mạnh việc gây áp lực về phía họ. Các cô gái đã cố gắng hết sức có thể để thay đổi tình hình. Tuy nhiên thì như tôi đã nói, chúng tôi phải chúc mừng Australia, huấn luyện viên của đội chủ nhà thừa nhận. Với đội bóng chiến thắng, U19 nữ Úc đã thể hiện bản lĩnh của mình khi thể hiện một lối chơi tiến bộ sau trận thua muối mặt trước U19 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cả đội tối ngày hôm nay. Chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu, tổ chức các pha hãm thành nguy hiểm và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn, huấn luyện viên Blaley cho biết. Ngôi sao sáng nhất trong trận đấu không ai khác ngoài Marie Flower của U19 nữ Úc. Sự nhanh nhẹn, mạnh mẽ và táo bạo đã khiến cho hàng phòng ngự của U19 nữ Thái Lan gặp muôn vàn khó khăn. Minh chứng rõ nhất là hai bàn thắng của cầu thủ mang áo số 6 này. Một tới từ pha đột phá sộc thẳng vào vòng cấm của đối phương. Một tới từ pha sút xa đẹp mắt không cho thủ môn bất kỳ một cơ hội nào để cản phá. Huấn luyện viên của U19 nữ Australia còn đánh giá cao Marie ở tính đồng đội. Dù sở hữu tố chất ngôi sao, nhưng nữ cầu thủ này luôn thể hiện tinh thần đoàn kết với các cầu thủ khác trong đội. Khả năng dứt điểm của Marie Flower thêm phần nguy hiểm nhờ khả năng hỗ trợ của các cầu thủ khác. Các cầu thủ đã thi đấu như một đội, Marie cũng vậy. Dù ghi những bàn thắng đẹp, nhưng cô ấy vẫn ăn mừng như một khối trong tập thể. Điều ấy thật là tuyệt vời, nữ huấn luyện viên U19 Úc đánh giá. Trận thắng trước U19 nữ Thái Lan giúp cho U19 nữ Úc nhen nhóm cơ hội đi tiếp vào vòng sau. Hiện tại, họ đang đứng thứ 3 ở bảng A, vòng chung kết U19 nữ châu Á. Vì bằng điểm nhưng kém hiệu số U19 nữ Việt Nam, cả hai sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp tại lượt trận tới để tìm một đội bóng còn lại đi tiếp ở bảng đấu. Huấn luyện viên Akira người Nhật tự tin vào bán kết cùng U19 nữ Việt Nam. Trao đổi với VFF trước trận đấu với U19 nữ Úc, huấn luyện viên Akira người Nhật rất tự tin vào cơ hội đi tiếp của U19 nữ Việt Nam tại vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019 diễn ra tại Chonburi, Thái Lan. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, U19 nữ Việt Nam đã để thua 0-3 trước U19 nữ Triều Tiên tại bảng A vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019. Tuy để thua ở trận đấu này, nhưng đội bóng của huấn luyện viên Akira vẫn xếp ở vị trí thứ 2. Khi ở trận đấu sau đó thì U19 nữ Úc chỉ giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Thái Lan. Ở trận đấu cuối cùng, U19 nữ Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước U19 nữ Úc là sẽ chính thức góp mặt tại vòng bán kết. Đánh giá về đối thủ Úc cũng như khả năng đi tiếp của U19 nữ Việt Nam, ông Akira chia sẻ. U19 Úc cũng rất mạnh, họ có đội hình thi đấu rất tốt và cũng là một ứng viên tiềm năng. Theo tôi, trận đấu cuối sẽ là cực kỳ khó khăn cho cả hai đội.
Tuy nhiên thì với 3 điểm hiện có trong tay và vị trí thứ hai hiện tại, chúng ta hoàn toàn có cơ hội đi tiếp. Về sự chuẩn bị cho trận đấu quan trọng sắp tới, huấn luyện viên người Nhật Bản này cho biết ông sẽ có một vài thay đổi trong đội hình của U19 nữ Việt Nam. Ở trận cuối gặp Úc, vấn đề chiến thuật của đội tuyển sẽ không quá đặc biệt. Tất cả những gì là các em phải phát huy hết tất cả những vấn đề đã được thực hành ở các đợt tập trung chuẩn bị cho giải đấu. Điều này không quá khó với các cầu thủ hiện tại. Vấn đề nhân sự, chắc chắn tôi sẽ có một số thay đổi trong đội hình vì đã có một vài cầu thủ chấn thương, bị đau sau 2 trận đấu. Hiện tại trong đội đang có một số cầu thủ chấn thương nhẹ, không thể thi đấu 90 phút, chỉ có thể thi đấu 45 phút nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Trận đấu giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Úc sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 2 tháng 11 tới trên sân vận động Chomuri ở Thái Lan. Đây sẽ là trận đấu quyết định đến tấm vé thứ hai lọt vào bán kết tại bảng A vòng chung kết U19 nữ châu Á 2019. Trước đó thì U19 nữ Triều Tiên đã giành chiếc vé đầu tiên sau 2 trận đấu toàn thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.